Làm thế nào để đăng ký trên DeFiU? Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng ví dụ về DeFiU để tìm hiểu cách đăng ký trong các sản phẩm của hệ sinh thái Antima. Hãy truy cập trang web DeFiU. Trong cửa sổ phía trên bên phải, bạn sẽ thấy nút Sign Up. Hãy nhấn vào nó. Cửa sổ đăng ký trong SmartPass sẽ mở ra chính trong hệ thống này. Quá trình đăng ký diễn ra. Điền vào tất cả các ô bắt buộc, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên, họ, quốc gia nơi bạn cư trú. Sau khi điền vào các ô, bạn cần đồng ý với các điều khoản sử dụng. Hãy đọc chúng cẩn thận và đánh dấu tích vào ba ô thích hợp ở bên phải màn hình. Sau khi điền xong bấm vào nút Sign Up. Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, bạn sẽ thấy một thông báo trên màn hình về việc đăng ký thành công và yêu cầu xác nhận email của bạn. Để xác minh địa chỉ email của bạn, hãy truy cập hộp thư của bạn và tìm email từ địa chỉ noreply@smartpass.com. Nếu bạn không thấy email trong hộp thư đến của mình, hãy kiểm tra thư mục Spam, nhấp vào nút Confirm email trong thư. Sẵn sàng! Bạn đã đăng ký thành công trên SmartPass. Để truy cập trang web DeFiU, hãy nhấp vào nút Go to DeFiU. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quy trình đăng ký, bạn luôn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.